Hello, xin chào các bác nhá. Tôi có đây của em lên cho bác một con nồi áp suất điện tử nhá các bác nhá. Của thằng điện 100V của thằng Nhật này các bác này. Đấy. Đây, em đang bật chế độ nó đang chế độ nghỉ này. Vì áp suất nó quá căng các bác nhá. Này, em test cho các bác coi nhá. Này. Đây này. Úi giời đấy. Quá nguy hiểm các bác nhá. Đây bấm được bấm này các bác nhá. Đấy, tay mấy nhá. Đấy, cái gì các bác này. Căng, ấy căng các bác nhá. Đấy. Con này các bác nhá, con này nó vừa có chế độ nấu cơm này, vừa có chế độ ninh xương, ninh cháo các kiểu có hết các bác nhá. Đi em gọi em hết các bác này. Con này rất là đa năng các bác nhá. Con này nó còn màu đen nữa. Đấy. Để nó xả hết phải vào năng suất đó. Đây em cho các bác xem thành vách nhá. Đây. Thành vách đây. Đấy, thành vách này. Đây, quay để cứ để nó xả hết đó. Đây các bác nhá. Con này nó là điện 100V con này. Nó là 750W nhá. Đây. Cái dung tích của nó là khi mà chứa được 3 lít nha, khi bác ninh các bác không nên đổ 3 lít, đổ 1 lít nước thôi. Đấy, này. Nó tại Trung Quốc các bác nhá. Đâu rồi các bác? Đấy, đây chân xích cắm đây. Nên các bác nhớ 100V thì linh kiện của thằng Nhật thì các bác không phải sợ được. Đấy, nói chung là thằng Nhật thì thằng Nhật các bác không phải lo cái vấn đề đâu. Bao ok cho bác luôn. Đấy. Đó sao nó vẫn còn xì này. Xì nó vẫn xì luôn. Con này nó là năm rất năm 2020 luôn các bác nhá. Để tí em xem cho các bác xem. Con này doang giết của nó mới lắm. Doang giết của thứ nó khá là mới nhá. Để nó vẫn xì cho nó xì lâu thế. Cảm thấy nó căng quá mà các bạn. Đấy. Đấy nó đang xì đi. Nó đang xì. Để tắt đã. Để tắt đi con nhá. Rồi em để cái đèn nó xì nốt thì em hơi cho cái quát các chế độ này. Đấy nhá. Đầu tiên là cái chế độ này. Slow này. Rô đi này. Chính nhá. Chính nhá bác này. Thôi thì không. Ừ, tắt này. Cái này mai siêu tức là ủ rượu quá này. Đấy. Hạp mai này cái này đang ủ rượu quá nhá. Đây là chế độ áp suất này các bác này. Đấy. Nó ngoan chỉnh áp suất này. Đấy cộng trừ này. Đấy trừ này. Nó đang nóng các bác nhá. Tắt này. Đấy đây là mẹ. Đây là các độ chế độ menu các bác nhá. Đây menu đây. Menu nhá. Đấy đầu tiên là chế độ nấu cơm gạo trắng này. Các bác muốn cơm mềm các bác ấn này. Đây có mũi tên các bác nhìn kỹ này. Đeo qua ca là mềm này. Trừ này. Đấy Zunio là tiêu chuẩn nhá. Và Katame là cơm hơi cứng một chút nhá. Đây menu thứ hai là đây. Là gạo lứt này. Ghen mai gạo lứt này. Okay, nó tráo này. Đấy ni cự da waka như là ninh thịt cơ nhất cho nó mềm nhá. Đấy cơm cà rê này. Sapa của một cái này em không biết cái này là cái gì. Đây à cái này là lên đây là ủ đậu nhá. Đây luộc gà cũng đây. Mushitori là mưa luộc gà nhá. Đấy các bác ấn tắt rồi mình. Bác muốn thêm nhiệt có ấn đây nhá. Là thêm nhiệt này. Đấy, bao nhiệt. Bao nhiêu được không nhá, thử tắt đi. Đây em được bắt thêm bên trong nhé. Con này rất nhiều chế độ. Đấy, là mở nhá. Đây. Mở qua đây. Đấy nhá. Mở phát thì nó sẽ. Đấy, vẫn sôi các bác nhá. Đây, từ nãy giờ vẫn sôi này. Thấy chưa? Từ nãy giờ mà vẫn sôi nhá. Mà trong khi đó mà cái này em đã tắt từ lâu nhá. Em đã hướng dẫn các bác cái chế độ từ lâu nhá, mà vẫn sôi nhá. Thấy chưa? Phải nói sắt của nó này. Đây các bác nhìn cái ROM này, đây cửa này, ROM. Cực kỳ đẹp nhá các bác nhá. Con này năm 2020 nên nó rất là ok các bác ạ. Đấy. Lòng xoang thì đẹp nhưng mà tội cái đít xoang thì nó có lốt ở xoang các bác nhá. Đây em cho các bác xem lòng xoang nhá. Lòng xoang thì được, em đổ nước ra này. Em nhìn lòng xoang này, lòng xoang này ok các bác nhá. Lòng xoang đẹp này, cái kia là nó vừa nóng quá nó in lốt quá nhá. Đấy, đây lốt ở xoang này. Đấy, đây xoang có lốt ở xoang nhá. Đấy. Đấy. Cái này các bác muốn vệ sinh rất đơn giản, có cả tháo được cả cái này ra vệ sinh nhá. Đây. Đây các bác tháo đây. Để các bác thấy rồi nhé các bác. Đấy, tháo. Thế là vệ sinh nhé. Thấy chưa? Mà hẳn cái cửa đây là vệ sinh này. Đấy, giòn mặt lốc cũng được. Khá là đẹp. Đấy. Đấy. Ok các bác nhé. Để em cho các bác xem cái đáy luôn này. Đáy này. Đấy các bác nhìn kỹ này. 2020 luôn các bác nhé. 2020 luôn này. Đấy. Ở đây nó có cái trăm của nhà của bên Nhật nhá. Cái trăm cục an toàn Nhật Bản nó cấp cấp các bác nhá. Trăm cấp này. Đấy những cái thằng nào mà nó xuất thì phải có tem này nó mới được vào trong nước Nhật nha các bác nhá. Được kiểm định thì nó mới được vào nhá. Đấy. Thì bắt đầu lấy cái này em để bác cái giá là 1.300.000 các bác nhá. 1.300.000 chuyển khoản em sẽ bao ship cho các bác nhá. Đấy. Bác nào chốt hàng thì bác liên hệ với em nhá. 0983 329 755 cho em nhá. Cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào các bác.